Tôi là biên tập viên Nga Vũ, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình để theo dõi về nội dung bình luận của chúng tôi. Nga tuyên bố phá hủy nhiều vũ khí xịn ở Ukraine. Ukraine rơi vào khủng hoảng bởi tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow không quan tâm nhiều đến tuyên bố của Ukraine rằng Kiev đã sẵn sàng đàm phán hòa bình. Tổng thống Zelensky đề xuất các đại diện của Nga tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị, việc xuất hiện những tín hiệu xuất phát từ Zelensky và Điện Kremlin cho thấy hai bên sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận hòa bình. Vậy thực hư câu chuyện đằng sau những tín hiệu ấy là gì? Xin mời quý vị gặp gỡ hai vị khách mời sẽ cùng xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ triết học, thiếu tướng công an nhân dân Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam. Ông là một trong những nhà phân tích, nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế. Chuyên gia Lê Văn Cường. Ông là nguyên trưởng ban biên tập tin thế giới, thông tấn xã Việt Nam. Nguyên trưởng cơ quan thường trú thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, giai đoạn 1989-1993, 2005 đến 2008. Hiện là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nga. Tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, Nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Xin chào chuyên gia Lê Văn Cương. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Theo hai vị chuyên gia thì lý do gì khiến Ukraine muốn phát đi tín hiệu thương lượng về cuộc xung đột hiện nay tại nước này? Xin mời chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Vâng, tôi có thể khái quát như thế này. Gần đây thì từ hai phía, Nga và Ukraine cũng như từ một số phía khác, một số quốc gia khác một số đối tác khác thì còn nói nhiều đến khả năng thương lượng uh, để giải quyết cuộc khủng hoảng nhưng mà uh, chưa làm được gì cả. Mọi việc vẫn là uh, vẫn đang nguyên trạng hay chưa có thay đổi gì cả. Bởi vì uh, cái cơ bản tôi nghĩ là cái điều kiện kèm theo khả năng thương lượng mà mỗi bên nêu ra nhắc lại thì vẫn rất là mâu thuẫn nhau sâu sắc mà chưa có cái sự dung hòa, chưa có được cái sự nhượng bộ do đó vừa qua chỉ mới là những tuyên bố đáp đi đáp lại những cái tín hiệu chưa thật rõ ràng cụ thể lắm những cái thông điệp mà chưa được uh, bên kia đón nhận một cách là sâu sắc cho nên là trên thực tế cũng chưa diễn ra được cái uh, cuộc thương lượng nào và chúng ta cũng thấy là trên thực tế uh, chiến sự Ừ, trong cuộc uh, cái chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn tiếp tục. Nga cũng đã mở một cái cuộc tấn công với nhiều cái máy bay không người lái và tên lửa vào nhiều cái mục tiêu ở Ukraine. Đồng thời vừa rồi cũng có tin là máy bay F-16 của Mỹ, của NATO ấy, mà giúp Ukraine thì cũng đã được đưa sang Ukraine. Số lượng bao nhiêu chưa biết, nhưng cũng đã được đưa sang Ukraine. Và những cái máy bay F-16 này được trang bị tên lửa của Mỹ như vậy là hai bên xung đột ấy, thì vẫn tiếp tục những cái đồng thái những cái đồng tác của mình uh, xung đột đang leo thang còn uh, khả năng thương lượng thì chưa rõ ràng gần đây thì người ta đưa rất nhiều tin về cái tín hiệu từ chính quyền của tổng thống ukraine zelensky họ đưa ra những phát tín hiệu rằng là sẵn sàng đàm phán với nga vân vân đây là cái mới cái năm hôm ba không của chuyện này đâu năm bốn này thế tại sao có chuyện này tôi đồng ý với chuyên gia về năng phạt nói ở đây tôi muốn khái quát được hai yếu tố cơ bản mà buộc lòng chính, chính quyền dân cái phải tuyên bố thành đang đàm phán cái quan trọng nhất chỉ trên chiến trường nên nhớ rằng cuối năm 2022 cái năm 22 là năm Nga ở thế bị đồng và tổn thất lớn có thể nói thế của chính quyền Kijaninki là thế thượng phong. Khi ấy không có cái đàm phán đâu ạ. À. đã đến 10 điểm bắt buộc nga gần như thất bại thua hoàn toàn rồi. Cái chiến trường năm 2004 này hoàn toàn khác rồi. Sau cái thất bại của tổng phần công tháng 6 năm 2003 đến tháng 12 năm ngoái, ngay trong chính quyền Zeninki cũng đã rất nhiều quan chức cao cấp đề nghị phải đàm phán với nga. Nhưng mà Mỹ và NATO không đồng ý cái, cái, phản công thất bại năm 23 và 6 tháng đầu năm 24 này thất bại nữa Trước hết Chiến trường là quyết định Đến bây giờ cho dù không thừa nhận công khai Nhưng bản thân Tổng thống Ryan cái cùng mình không phải biết rằng là không phải thắng Nga được Cho dù ông ta không nói gì cả nhưng mà ông ta trong đầu óc tôi tin rằng ông Mỹ đã không thắng ai được. Đây là một. Chiến trường là quyết định. Cái điều thứ hai là về phía NATO và Washington. Nếu như cuối năm 22, NATO và Washington quyết định đầu tư mọi nhu cầu đáp ứng mọi nhu cầu của Ukraine để đánh bại Nga. Đây là cuối năm 2022. Đến cuối năm 23 vừa rồi, cái thất bại trong cái phản công của Ukraine Washington cũng thấy rằng không thắng Nga được chuyển từ mục tiêu đè bẹp Nga thẳng Nga trên chiến trường sang mục tiêu là không để Ukraine thất bại chính thức từ cuối năm 23 đến bây giờ Mỹ và châu Âu thấy rằng không thể, không thể đánh bại Nga được và chuyển mục tiêu họ không nói công khai nhưng thật ra là chuyển mục tiêu từ đánh bại Nga sang không để Ukraine thất bại. Mục tiêu của chiến trường quyết định mục tiêu của Mỹ. Chiến trường quyết định mục tiêu chính sách của Kiev. Và vì thế, trong vài ba tháng gần đây, chính quyền đưa ra rất nhiều thông tin sẵn sàng đàm phán với Nga. Tại cái hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ vừa rồi, họ cũng quảng bá rằng Trung Quốc sẽ đàm phán với Nga vân vân. Tóm lại đây chiến trường là quyết định Ở cái thế Không nói ra không thể thắng ngã được Và cái này đến bây giờ chính quyền Joe Biden cũng thừa nhận không thắng Nga được Họ quyết tâm từ cái chỗ mục tiêu thắng ngã Sang cái chỗ mục tiêu hiện nay là không để Ukraine thất bại Mà không thất bại thì buộc lòng phải đàm phán thôi Đàm phán thôi Đập bớt đau khổ đi Đấy được cái nhu cầu của Washington Brookfield nó phản ánh đúng trạng thái trên chiến trường của Ukraine và chính quyền Kiev cũng có thể phớt lời chỗ này được bởi vì khi mà Washington và Brussels đã cảm thấy không thẳng ngã được mà họ muốn đàm phán với Nga nếu chính quyền tổng thống như mà kiên quyết phản đối thì chắc chắn vị trí chính trị của ông không còn nên nhớ rằng hiện nay ở Washington ở Brussels, đâu để người ta đã bàn đến khả năng thay Zelensky rồi thậm chí có tin rằng là họ đã bố trì chỗ ăn ở gia đình Jessica ở Mỹ rồi không đùa được với Mỹ đâu ạ à. ông ngồi đi diễn năm sáu ba ông bị mì thay tất cả những cái con bài của mì mà nếu không vừa lòng mì họ thay thôi chân buộc đây là những cái nhân tố mà tác động buộc lòng chính quyền Jessica phải ra một cái tuyên ngôn tuyên bố là đàm phán với nga còn đàm phán như thế nào thì rõ ràng chưa đưa ra có thể nói như vậy À, vâng, thưa chuyên gia, hiện tại thì Ukraine đang dựa rất nhiều vào viện trợ của Mỹ. Tuy nhiên, các viện trợ này có thể sẽ chấm dứt nếu như mà ông Donald Trump đã cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Và tình thế hiện nay của Ukraine có phải là đang ở thế tiến thoái lưỡng nan không thưa Về vấn đề này tôi có kiến khác đấy. Dư luận của Mỹ, châu Âu, phương Tây nói rằng là nếu ông Donald Trump lên thì ông cắt viện trợ Ukraine, tôi không tin. chấm một cách khác, nhưng mà không thể cắt viện trợ được Không thể làm như dư luận này như đâu Nhưng một quan điểm của Donald trăm là thế này Thì kết thúc của chúng rồi này Chính đúng là kinh của kết thúc chúng rồi. Tất nhiên một trong những nguyện pháp kết thúc chúng sớm là giảm viện trợ Chúng tôi cho rằng là có thể Cái gọi là dùng giảm viện trợ Mà cái này chính quyền giống mới đơn đã tiến lường được rồi nên nhớ từ ngày 13 tháng 6 đến bây giờ đã có 23 quốc gia đồng minh của Mỹ ký hiệp định an ninh song phương với Ukraine họ cam kết hỗ trợ Ukraine 5 năm cam kết cung cấp nguồn tài chính cam kết cung cấp vũ khí cam kết quân luyện quân đội Ukraine cam kết cung cung cấp thông tin tình báo 22 quốc gia rồi như vậy là chính quyền giúp đã tiến lượng được lo lắng ông Donald Trump quay lại vì thế họ đi trước một bước từ 13 tháng 6 bây giờ 22 quốc gia đặt kỳ hiệp định an ninh song phương với Ukraine rồi nghĩa là nếu ông chăm một trở lại như thắng thì cũng ảnh hưởng không lớn và khả năng chăm cắt về đời không có đâu có thể ông ấy giảm đi thôi ông ấy dùng biện pháp về phần kia buộc chính quyền dân cái phải ngồi về ông Putin chứ còn nói cắt thì tôi tin ông sẽ giảm đi thôi tôi thể nói như vậy à, chuyên gia Nguyễn Đăng Phát ông có đồng tình với ý kiến vừa rồi không ạ à? đúng là thời gian vừa qua thì chính quyền Biden và nhiều chính quyền các nước đồng minh của Mỹ và chính quyền Ukraine cũng thế thôi là cũng chưa rõ lo lắng về một cái cuộc diễn bầu cử ở Chúng Mỹ, phương án. lo lắng đến một cái khả năng là ông Donald Trump trở lại nắm quyền làm tổng thống Mỹ thì có thể có những cái chính sách đối với Ukraine, đối với cuộc chiến này, đối với cuộc khủng hoảng Ukraine nó thay đổi nhiều thay đổi nhiều so với chính quyền Biden mà thay đổi nhiều này theo hướng là tiêu cực hơn cho Ukraine do đó người ta cũng đã chuẩn bị như chuyên gia Lê Văn Cương nói là hoàn toàn chính xác là những cái gói viện trợ cam kết những cái thỏa thuận an ninh vân vân thì các nước g bài càng nước NATO là ký với Ukraine song phương gọi nó thường thương thời hạn là 5 năm 10 năm để gọi là bảo đảm trước những cái khả năng mà ông Donald Trump lên cầm quyền và thay đổi chính sách thì đây cũng là một khía cạnh thôi còn đúng là khía cạnh cục diện chiến trường là tác động đến lập trường nhưng mà hiện nay nó có một cái trạng thái chờ nói chung chờ nói chung một là chờ diễn biến chiến trường chờ cuộc diện chiến trường hai là có một cái chờ rất quan trọng là chờ kết quả bầu cử vào ngày mùng năm tháng 10 ở mỹ cái này nhân tố rất quan trọng và xem xét những cái khả năng khác có xảy ra những cái cuộc khủng hoảng khác hay không chúng ta cũng biết là xung đột giữa Nga và Ukraine tất nhiên đằng sau Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm. Cái này câu chuyện đã nói nhiều rồi. Và có một khoảng thời gian kể từ tháng 10 năm 2023 thì câu chuyện Ukraine nó có bị dư luận nào để phần nào để giảm bớt cái sự quan tâm khi mà bùng nổ cái xung đột ở Trung Đông giữa Israel và Palestine thì đây cũng là cái mà chính quyền Ukraine lo ngại và kể cả chính quyền Mỹ cũng lo ngại nếu như bùng nổ lớn hơn những cái xung đột khác thì cái vấn đề Ukraine nhu cầu viện trợ giúp đỡ của Ukraine từ phía các nước phương Tây thì có thể bị dư luận có phần nào để quên lãng có phần nào để xem nhẹ và người ta sẽ có phản ứng không ủng hộ chính phủ ở các nước phương Tây để mà tăng cường viện trợ cho Ukraine nữa mà muốn chấm dứt cuộc chiến chấm dứt cuộc chiến với điều kiện nào thì như Nga thì đã tuyên bố là những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là phải đạt được chứ cũng không phải là nửa thôi và tôi nghĩ là tiềm lực tổng hợp của nga là họ có thể làm được việc đấy còn uh, chính quyền ukraine hiện nay mặc dù là gửi đi những cái thông điệp gọi là sẵn sàng thương lượng đấy nhưng vẫn với những cái điều kiện là không nhượng bộ nga và có những cái điều kiện mà đã ghi trong uh, công thức hòa bình của ông zelensky rồi đó, gần như là không đàm phán gọi là nga phải rút quân nga phải trả lại lãnh thổ crimea phải trả lại uh, mọi cái vân vân như mà nêu ra đấy thì hai bên cũng không chấp nhận do đó hiện nay thì cuộc chiến uh, cũng đang tiếp diễn xung đột đang tiếp diễn trong khuôn khổ chính trị quân sự đặc biệt của nga và những cái điều những cái thông tin mà nói đến thương lượng thì cũng nói ra và trôi qua uh, chưa được giải thích tiếp chưa được làm rõ tiếp do đó các bên liên quan chưa tiếp cận vào vấn đề này và những cái sự chờ đợi những cái diễn biến khác những cuộc xung đột khác kết quả bầu cử ở Mỹ là vẫn uh, treo lơ lửng trong cái vấn đề Ukraine hiện nay người dân Ukraine thì đang ngày càng tỏ ra thất vọng với chiến tranh do đau thương mất mát khủng khiếp vậy thì liệu khả năng mất đi các nguồn viện trợ từ Mỹ và NATO thì có ảnh hưởng đến chính quyền Kiev không thưa? theo tôi là rất ảnh hưởng nếu như cái đó xảy ra bởi vì hiện nay thì những năm gần đây thì khi cuộc chiến uh, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga mà khởi sự đấy từ năm 2022 thì uh, dần dần thì là tiềm lực của Ukraine là đã suy giảm rất mạnh cơ sở công nghiệp quốc phòng bị phá nguyên vật liệu rồi khả năng xuất khẩu ngũ cốc vân vân cũng là giảm bớt nguồn thu tài chính khó dừa vào những cái khoản viện trợ của các cái định chế tài chính quốc tế mà do phương tây nắm cái phần chủ đạo như là imf như là world bank uh, và những cái đình chế khác rồi liên minh châu âu thì phải là quyết định gọi viện trợ ờ, nhưng mà cũng chưa thực hiện ngay 50 tỷ đô la rồi lấy từ uh, tiền lãi uh, tài sản của nga bị đóng băng ở châu âu để mà viện trợ ukraine tức là dựa vào nguồn bên ngoài là rất nhiều rất quan trọng thì nếu như nguồn bên ngoài bị cắt bị giảm thì tất nhiên là ảnh hưởng rõ rệt đến kinh tế đến cuộc chiến đến nhiều vấn đề khác của ukraine và chắc chắn thì ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và người dân hiện nay thì qua nhiều cuộc điều tra qua nhiều nguồn thông tin ấy, thì rõ ràng là họ cũng đã rất mệt mỏi với cuộc chiến với xung đột với cái tình thế của ukraine hiện nay và cũng có những cái sự bất bình cũng có những cái sự chạy đi trốn tránh nghĩa vụ và nhiều vấn đề khác thì theo tôi nghĩ là tình hình là trở nên phức tạp hơn khi mà nguồn viện trợ của phương Tây đối với Ukraine bị giảm hay bị cắt bớt nhiều. Tôi xin phép được nghe ý kiến chia sẻ của chuyên gia Lê Văn Cương. Thật ra mà nói thì ý kiến của chuyên gia Nguyễn Đăng Phạm là đúng đấy ạ. Hiện nay chính quyền Kiev tiến hành cuộc chiến tranh chống Nga bằng cái gì? Vũ khí của Mỹ và NATO, tiền của Mỹ và châu Âu, Chìm quyết kém có cái gì cả Chứ nếu như viện trợ mà giảm xuống Thì chắc chắn Nếu không đầu hàng thì thất bại Thế thôi Có cái gì mà đánh đâu ạ Trước ngày 22 tháng 2 năm 2 Trước khi mà có chị trích đặc biệt Cái dân số của đây là 45 triệu theo Liên hiệp quốc nói là từ 22 tháng 2 năm 2 đến bây giờ 16 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước rồi. Chỉ còn 32 triệu thôi ạ. À. Như vậy là khi khởi sự cuộc xung đột, đó, thì tỷ lệ dân số của Ukraine và Nga là 1 trên 3. Bây giờ 1 trên 1, 1 trên 4,5. Ngay cả người cầm súng cũng có nữa. Chứ đừng nói nữa tuyển quân rất khó ba tháng quân luyện vào chiến trường đánh thế nào được tiền không có vũ khí không có người không có đánh cái gì nếu như mỹ và bruxelles mà hạn chế Việt đời quân sự thì chỉ có đầu hàng thôi một cái đường duy đầu hàng thất bại chứ họ đang dùng phương tiện dùng vũ khí người khác để đánh nga đấy không phải là cuộc chiến của Nga, của Ukraine chống Nga mà phương Tây chống Nga. 40 quốc gia hỗ trợ Ukraine dùng người Ukraine để đánh Nga. Bản chất của chuyện này là như vậy. Thế thôi. Thực chất mà nói đi cái giới tin qua Bruxelles với Washington họ cũng chẳng chiến đấu là vì chủ quyền Ukraine đâu. Chỉ 10% thôi. 90% là để đánh bài Nga, mục tiêu đánh bài Nga chứ không phải mục tiêu để hỗ trợ đất nước này bảo vệ chủ quyền tôi mình thổ không có đâu. Thực chất chính trị đây là gì? Cung cấp vũ khí tiền bạc, dùng người của nó đánh Nga, đánh bài Nga chẳng hết. Thế thôi. Mục tiêu của nó đánh bài Nga chứ không phải là ngồi xây dựng có phần chủ quyền của nó không có đâu. Có thể nói bản chất nó như vậy. À, vâng, thưa chuyên gia, tôi còn được biết rằng Ukraine đang đối mặt với rất nhiều khoản nợ đang tiến gần đến ngày đáo hạn đúng không ạ? À đúng rồi. Ukraine A thì hiện nay đang nợ mà sắp bên bờ vực tới mùa vỡ nợ. Nhưng mà tôi tin rằng với 22 hiệp định an ninh song phương vừa rồi nữa, 22 nửa cam kết như là chuyên gia đang phản nói ta là họ 5 năm, 10 năm cung cấp tiền bạc, vũ khí, thông tin tình báo, huấn luyện, vân vân. Thì như vậy là có khả năng họ châu Âu và Mỹ sẽ không để cho Ukraine vỡ nợ yên tâm là không mở nợ đâu họ bằng mọi cách phải giữ Ukraine trong trạng thái tiếp tục chiến đấu chống Nga thôi vâng thưa hai vị chuyên gia sau những khó khăn mà Ukraine đang phải đối mặt Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt để giảm thiểu thêm thương vong. Trong cuộc gặp với Hồng Y Pietro Parolin thì quốc vụ Khanh Vatican vào hôm 23 tháng 7, những phát biểu này cho thấy Ukraine đang mở ra cơ hội cho đàm phán hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết thúc xung đột. Xin mời hai vị chuyên gia cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Trong cuộc gặp với quốc vụ Khanh Vatican, Đức Hồng Y Petro Parolin tại Kiev ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ có những chia sẻ quan trọng liên quan cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky nói trong cuộc gặp, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rằng chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Tất nhiên là để không làm tổn thất sinh mạng của người dân. Tổng thống Zelensky có chuyến thăm của quốc vụ khanh Palurin là một tín hiệu mạnh mẽ từ Vatican. Tổng thống Zelensky chia sẻ, ông hy vọng sẽ chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc xung đột vào cuối năm nay và không muốn kéo dài cuộc xung đột thêm 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói rõ rằng giải pháp của ông là hợp sức cùng đồng minh phương Tây ủng hộ công thức hòa bình của ông để gây sức ép với Nga. Công thức hòa bình là danh sách các yêu cầu của ông Zelensky được công bố lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2022 đòi hỏi Nga rút tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine, bao gồm Crimea và Donbass, bồi thường chiến tranh, xét xử tội ác chiến tranh và Ukraine có tư cách thành viên NATO. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ và xem công thức hòa bình này là ảo tưởng. Một tháng trước khi công bố công thức, ông Zelensky cũng ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền. Việc ông Zelensky lên tiếng muốn sớm chấm dứt xung đột đánh dấu sự thay đổi giọng điệu do rệt của Ukraine so với hồi tháng 3 năm 2024, khi giáo hoàng Francis kêu gọi Kiev đàm phán với Moscow. Giáo hoàng Francis cũng đưa ra hai lời đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột với Nga vào năm ngoái, nhưng đều bị Kiev từ chối. À, ờ, vâng, thưa hai vị chuyên gia, ông Zelensky bày tỏ sự tin tưởng rằng việc tăng cường quân đội Ukraine, sự hỗ trợ từ Mỹ và các quốc gia khác cùng với áp lực ngoại giao quốc tế nhằm vào Nga sẽ là ba yếu tố đưa cuộc chiến đến hồi kết công bằng. Vậy thì chuyên gia có nhận định như thế nào? Xin mời chuyên gia Lê Văn Cường. Thật ra thì cái quan điểm của Lê ấy, đến bây giờ có thay đổi nhưng mà không nó không nói công khai cứ bắt đầu tuyên ngôn cả là ông tuyên bố là 10 điểm của ông ạ cái năm hôm hai mà ông là trình trình bày tại Bali năm tháng 11 năm hôm hai mà công thức ấy thì không bao giờ Nga chấp nhận. Có thể nói như vậy. Nhưng mà thực tế mà nói thì ông ta đã cảm thấy là không thể thắng Nga được rồi. Buộc lòng phải đàm phán qua bên dừng lại cuộc chiến tranh này thôi. Nhưng mà vì vừa rồi thì ông Peskov, người phản ngôn đường Gabri cũng nói rất nhiều. Nên chúng tôi cũng chưa rõ rằng là họ đưa ra cái gì. Họ tuyên bố là đàm phán nhưng mà đưa ra cái gì cả. Nếu đưa ra 10 điểm như vậy thì chắc chắn ông Putin không tham gia rồi. Vô nghĩa, không thực tế. Lại trở lại cái đường biên giới năm một, Đấy là ảo tưởng. Trở lại đường biên giới năm cùng ảo tưởng. Mấy ra chỉ trở lại đường biên giới trước ngày 24 tháng 2 năm 22 thôi. Quan điểm của Nga là như vậy. Cho nên hiện nay thì ông ta nghĩ rằng là vẫn và dựa vào Mỹ và NATO để mà tiếp tục cuộc chiến tranh này. Nhưng thực chất mà nói đến cái đồ cái nguồn nhân lực quan trọng nhất của cuộc chiến. Hiện nay ông ta có đủ tiền, đủ vũ khí có thể nói như vậy rồi. Nhưng mà cái nhân tố quyết định nhân trong chiến tranh là con người. Ông ta không có. Cái này không ai viện trợ giống được cả. Ngày 26 tháng 2 vừa rồi thì tổng thống Pháp Macron đưa ra một cái tuyên bố rằng là đã đến lúc các nước châu Âu phải tính được cái chuyện đưa quân đến Ukraine đánh nga Đây là ngày 26 tháng 2 năm 24 này cái điều này Đức phản đối chính quyền giúp phản đối đến giờ phút này NATO cũng phản đối đưa quân đến đưa quân là quân chiến đấu trên chiến trường thôi ạ à. chứ tại Kiev trên lãnh thổ Ukraine này, này theo nguồn tin là năm sáu ngàn binh sĩ của Mỹ, của Ba Lan, của các nước Bản tích của Anh, của Pháp đang tham gia trong cuộc chiến này dưới hình thức là tham mưu trong năm tháng bộ tổng tham mưu của quân đội Ukraine có sĩ quan cao cấp của Mỹ, của Anh, của Pháp, của Đức nằm trong cái bộ phận hậu cần huấn luyện quân đội Ukraine, huấn luyện sử dụng vũ khí phương Tây và họ thường xuyên cung cấp thông tin tình báo 110 cái vệ tinh của Mỹ cung cấp tình báo thông tin tình báo các căn cứ quân sự của Nga các nơi tập trung quân đội và vũ khí của Nga thực chất đấy là họ tham gia rồi nhưng mà trên chiến trường đánh cầm vũ khí thì chưa thôi ạ à. chứ còn nữa thì lực lượng này không thể giành chiến thắng được cuối cùng có vũ khí đấy, có tiền đấy ạ à. nhưng mà con người quyết định chứ nên sự chiến tranh thế giới mách bảo rằng là nhân tố cuối cùng vẫn là con người mà con người thì không thể th ai thay thế được cả cho trong bối cảnh như vậy thì dân đây kỳ buộc lòng phải hạ dòng phải tuyên bố sẵn sàng đàm phán thôi và chính ra thì chính quyền Biden cũng thấy cái cảnh này rồi Cần được trung quốc bruxelles cũng thấy cảnh này rồi và họ mong muốn nhanh trong kết thúc chiến tranh này bản thân hiện nay chính quyền Biden và bruxelles mong muốn cái chiến tranh này mong muốn có thể rất mong muốn cái chuyện đánh bài ngã là ảo tưởng bây giờ có lại là không để con này thất bại chấm hết thế thôi và muốn như vậy thì phải cung cấp tiếp vũ khí tiền bạc để giữ cho tương đối cân bằng chiến trường để được cái vốn liếng mà chính quyền dân cái có khi ngồi vào đàm bản sáng thực chất hiện nay mục tiêu của mỹ và bruxelles tức là gì cung cấp tất cả những cái kiev cần thiết để giữ cho trạng thái cân bằng Đây là vốn điền cần thiết khi ngồi bàn đàm phán bản chất như vậy thôi ạ theo cố vấn của Tổng thống Nga Putin thì phương Tây và Ukraine đang sử dụng các tuyên bố về khả năng đàm phán như là một động thái chiến thuật nhằm có thời gian để khôi phục lực lượng. Vậy thì theo chuyên gia, đây có phải là chiến thuật của Ukraine như cố vấn của ông Putin nói không ạ? cố vấn của ông Putin có nói như vậy thì theo tôi nghĩ đây cũng là một khía cảnh đúng. Uh, chuyên gia Lê Văn Công đã phân tích từ đầu chương trình uh, về những cái khả năng của Ukraine thực ra rơi vào một cái tình trạng hiện nay là khó khăn. Ví dụ nếu đặt ra mục tiêu là đánh bại Nga, nhất là đánh bại Nga về chiến lược thì không thể được. Nga ngày nay cũng đã khẳng định ông uh, Zelensky tổng thống Ukraine thì ông uh, công du nước ngoài rất nhiều để mà vận động cái sự ủng hộ của các nước phương Tây với nhiều nước khác uh, ủng hộ ông, ủng hộ Ukraine ông cũng đã sang châu Á ở vùng Đông Nam Á dự diễn đàn an ninh Sanrila và ông cũng đã đi thăm Philippines cũng để mà vận động cái sự ủng hộ đối với Ukraine và trong đấy thì có cái sự vận động ủng hộ viện trợ về mặt tài chính và đối với phương Tây thì ông vận động rất mạnh để mà viện trợ vũ khí nhiều cho Ukraine nhất là những hệ thống phòng không nhất là máy bay và Uh, mặc dù là phương tây đã viện trợ rất nhiều rồi nhưng mà với ông Zelensky thì cảm thấy là chưa đủ bởi vì cái sự tiêu hao, cái sự so sánh lực lượng với khả năng của nga thì là Ukraine cũng còn kém trong cái cuộc xung đột hiện nay. Uh, mới nhất thì ông Zelensky cũng tuyên bố là sẵn sàng uh, đối thoại với các đại diện của nga nếu như các đại diện của nga tới đây tham gia hội nghị thường định hòa bình tương tự như kiểu hội nghị ở Thụy Sĩ ngày 15 16 năm tháng, tháng 6 vừa rồi năm 2024 này, một hội nghị mà Nga với Trung Quốc rồi nhiều nước khác không tham gia. Thì khả năng Nga tham gia cũng rất khó bởi vì nếu mà chỉ thảo luận công thức hòa bình của Zelensky, ông Zelensky thì Nga không tham gia và nếu như không tính đến lập trường của Nga là Nga không tham gia. Cũng như Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba mà vừa rồi đi thăm Trung Quốc mấy ngày đấy, thì tại đây ông đưa ra những cái tuyên bố khá là mạnh về khả năng Ukraine thương lượng với Nga. Thì tuyên bố ấy cụ thể là thế này, tức là Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga ở một giai đoạn nào đấy. Khi mà Nga có thái độ xây dựng đàm phán một cách thiết thực và tôn trọng những cái nguyên tắc của Ukraine, thì lập tức Nga cũng trả lời là thông điệp như thế cũng một là chưa rõ hai là với những điều kiện của Ukraine thì Nga không thể đàm phán, có những vấn đề Nga không tuyên bố không ban cãi. Và chúng ta cũng biết là Tổng thống Putin khi mà làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga ngày 14 tháng 6 thì ông nhắc lại cái lập trường rất cơ bản của Nga mà cho đến nay cũng không thay đổi. Và hiện nay Nga vẫn nhắc lại với dư luận quốc tế và Ukraine cái lập trường đó. Tức là Nga đòi lực lượng vũ trang của Ukraine phải rút khỏi bốn vùng lãnh thổ ở vùng Donbass và gọi là Novorossiya mà Nga đã sáp nhập thành lãnh thổ của Nga. Thứ hai nữa là Ukraine không gia nhập NATO. Thứ ba nữa là phương Tây phải hủy bỏ những cái biện pháp cấm vận, trừng phạt Nga. Thứ tư nữa là các nước phương Tây phải bảo đảm là Ukraine quy chế trung lập và phi hạt nhân. Thì như vậy lập trường của Nga cũng được tuyên bố nhiều lần mà tôi có thể nói là rất cứng rắn. Và khi mà họ trả lời lại những cái thông điệp về khả năng đàm phán từ phía Ukraine gần đây thì họ nhắc lại cái lập trường ấy chứng tỏ là chưa thể dung hòa lập trường được khả năng thương lượng là chưa có cho nên như chuyên gia Lê Văn Cương đã nói từ lúc nãy là chiến trường là quyết định hàng đầu diễn biến chiến trường là quyết định hàng đầu mà diễn biến chiến trường ừ. chắc chắn là tôi nghĩ là không thể đánh bại Nga uh, trong cái cuộc xung đột hiện nay và uh, một sự chờ đợi là chúng ta đã nói là kết quả bầu cử ở Mỹ vào tháng 11 tới và uh, những cái khả năng mà ông uh, Zelensky có tiếp tục cầm quyền nữa hay không Nga thì cho rằng là đã hết nhiệm kỳ mà lại không tổ chức bầu cử Lấy cớ là đang có chiến tranh Thì nhìn ở góc độ của Nga Từ phía Nga, Nga cho rằng là ông Zelensky đã không còn thẩm quyền của một tổng thống Ukraine nữa Mà bây giờ quốc hội Ukraine mới là cái đình chế mà có thẩm quyền Gọi là điều hành đất nước Thì đấy là, cũng là cái cách lập trường của Nga để à. mà cho thấy rằng là rất khó thương lượng với chính quyền Zelensky hiện nay Và ở Ukraine cũng có những chuyên gia Họ nói rằng ấy, là ông Zelensky là không phù hợp Là một nhân vật không phù hợp để mà đối thoại với Nga Và một số nhân vật khác nữa Chẳng hạn như Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hiện nay Người đứng đầu Phủ Tổng thống Ukraine hiện nay Theo những chuyên gia ấy Là không phù hợp để mà tiến hành đối thoại với Nga Có nghĩa là phải thay đổi phải những nhân vật khác thì mới có thể đối thoại được Vì theo tôi hiện nay khả năng đối thoại giữa nga với ukraine là không có và à. những cái rủi ro mà leo thang cuộc chiến là hiện hữu tôi đồng ý với chuyên gia nguyễn đăng phát và tôi muốn bổ sung thêm thế này khi vận động tranh cử năm 2019 ứng cử viên khi ấy tuyên bố công khai với 45 triệu người của Ukraine là, là Tôi chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ thôi Và đến ngày 20 tháng 5 vừa rồi hết nhiệm kỳ rồi Nha. Quan điểm của Nga là ông còn tư cách phẩm nhân nào để đối thoại với ông nữa là một Cái điều thứ hai tôi muốn bổ sung thêm một cái tình tiết Một cái diễn biến mới đấy mà chúng ta không nên bỏ qua Cái hội nghị hòa bình mà Ukraine tổ chức ngày 16 15-16 tại Thụy Sĩ Trung Quốc không tham gia Zelensky dự đến dự cái đối thoại shangri ở Singapore rồi thăm Philippines. Zelensky và ngoại trưởng rất bất bình với Trung Quốc, thậm chí đã có những lời nói xúc phạm Trung Quốc. Mà một số chuyên gia Mỹ nói trời ơi sao lại đụng đến cái ông siêu cường này được? Chính quyền kép bất bình rất lớn về truyền Trung Quốc không giữ hội nghị hòa bình. Vì quan điểm của Trung Quốc tôi thấy là hoàn toàn đúng Một hội nghị quốc tế phải có một Nga chứ ạ à. Một bên tham chiến mà không có Nga thì có ý nghĩa gì Cái thứ hai là cái nội dung hội nghị phải Tất cả mọi phương án đều ra hết Kể cả phương án ở Trung Quốc Phương án của Nam Phi Đây chỉ bàn cái 10 điểm của Dân cái kỳ, tôi thấy thay Trung Quốc phải hoàn toàn khách quan một đúng mức Vừa rồi Bắc Kinh Hội đàm mình vấn nghị Ngoại trưởng Trung Quốc Nó là cái gì? ở đây một tín hiệu thật ra là ngoài trường Ukraine đi đâu không phải là do dân quyền định đâu. Phải có cái lời nhắc nhở từ Washington. Đừng có phụ đỉnh vai trò của Trung Quốc, không dưng mà trong cái nước sôi lửa bỏng này ngoài trường Ukraine đến Bắc Kinh gặp ngoài trường Trung Quốc. Cầu xin Trung Quốc tiếp tục hạn chế cái viện trợ cái nguyên liệu lượng dùng cho Nga, Nga để làm vũ khí cầu xin Trung Quốc giảm hạn cái viện trợ và kết thúc nhanh như ra này chứ rõ ràng cái chuyển đi của ngoại trưởng của đến Trung Quốc vừa rồi đó. nó khẳng định cái vai trò của Trung Quốc trong cuộc xung đột này vâng xin cảm ơn hai vị chuyên gia về những nhận định vừa rồi thưa hai vị chuyên gia và quý vị khán giả Tổng thống Zelensky từng kiên quyết không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên diễn ra ở Thụy Sĩ vào hồi tháng 6. Tuy nhiên hiện tại thì Tổng thống Ukraine đề xuất các đại diện của Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai mà Ukraine dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Đây có thể xem là một dấu hiệu tích cực cho sự kết thúc chiến tranh giữa hai nước trong thời gian sắp tới hay không. Dẫu vậy thì tại thời điểm hiện tại, Nga đang có xu hướng đẩy nhanh tốc độ đánh chiếm Ukraine. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip tổng hợp sau đây của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không ngừng cung cấp cho quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine trong thời gian tới. Nếu yêu thích chương trình, xin mời quý vị khán giả hãy nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những số bình luận tiếp theo. Biên tập viên Nga Vũ và các vị khách mời sẽ luôn đồng hành cùng quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Các lực lượng của Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang ngày càng giành được nhiều thắng lợi ở phía đông trên mặt trận dài hơn 1.000 km kể từ khi chiếm được thị trấn Adipka vào tháng 2 năm 2024. Ngày 29 tháng 7, Ukraine cho biết, quân đội Nga đang tiến hành những cuộc tấn công dữ dội nhất gần thành phố chiến lược Pokrovsk ở phía đông nước này nhằm phá vỡ tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tại mặt trận Pokrovsk đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất so với các nơi khác trên toàn khu vực miền đông. Ukraine đã đẩy lùi 52 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua. Nga điều số quân lớn chưa từng thấy và hiện đang đẩy nhanh tốc độ chiến đấu. Một trung sĩ quân đội Ukraine thông báo ngày 29 tháng 7 cho biết, sau khi các cuộc tấn công dồn dập của Moscow áp đảo các phòng tuyến của Kiev, các lực lượng của Nga đã kiểm soát hai ngôi làng trên tiền tuyến ở khu vực Donetsk. Oleg Chowals, trung sĩ trưởng lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine nói rằng, Nga tấn công không ngừng để giành được Voche và Prohek. Họ đã điều động số lượng lớn binh lính mà trước đây chưa từng được sử dụng. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong những ngày gần đây, Quân đội nước này đã kiểm soát được một số ngôi làng, nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Nga được cho là đang triển khai một loại máy bay không người lái mới tại Ukraine. Đây là loại máy bay tầm xa đa chức năng, có thể thực hiện cả nhiệm vụ tấn công và giám sát. Máy bay không người lái này được biết đến với tên gọi Gerbera do Nga sản xuất. Đây được coi là sự bổ sung cho máy bay không người lái tấn công một chiều tầm xa Gerbera mà Nga đang sử dụng rộng rãi. Ukraine đã công bố hình ảnh bắn hạ UAV mới của Nga tại khu vực Kiev vào ngày 24 tháng 7. Theo trang web Ukraine Defense Express, chiếc máy bay này không mang theo đầu đạn, cho thấy nó có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ tấn công. Mặc dù gặp một số trở ngại nội bộ, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden hôm 29 tháng 7 công bố, quân đội nước này sẽ mau chóng viện trợ cho Ukraine hệ thống phòng không và các vũ khí khác có tổng giá trị lên tới 200 triệu đô la Mỹ trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga. Họ cũng đã cam kết viện trợ dài hạn 1,5 tỷ đô la Mỹ cho quân đội Ukraine.